Chào mừng mọi người đến với vlog của nhóm một chúng mình. Hôm nay hãy cùng nhóm chúng mình bước chân vào làng văn hóa các dân tộc Việt Nam và khám phá một vài kiến thức thú vị nhé. Đến với làng văn hóa, chúng mình đã có cơ hội tuyệt vời được tham quan và tìm hiểu về những nét đặc trưng của người dân tộc Tày cùng một hướng dẫn viên người Tày vô cùng đặc biệt. Dân tộc Tày là một trong số 54 dân tộc tại Việt Nam. Đó là dân tộc lớn thứ hai chỉ xếp sau người Kinh của chúng ta. Người Tày chủ yếu cư trú tại các tỉnh Trung Du và miền núi phía Bắc. Về ngôn ngữ, tiếng Tày là tiếng nói của người Tày, một ngôn ngữ thuộc ngữ Chi Thái trong hệ ngôn ngữ Tai Kara riêng. Bước vào các nhà sàn của người Tày, chúng ta có thể cảm nhận ngay một không khí mát mẻ với mái nhà được lợp bằng cỏ tranh, tường trình đất hoặc thưng phên nứa, có gỗ xung quanh. Những căn phòng được phân biệt rõ ràng, phòng nam ở phía ngoài, phòng nữ ở trong buồng. Người Tày thường sống định cư, quây quần thành từng bản, mỗi bản khoảng 15 đến 20 hộ gia đình. Sống ở vùng bao quanh là rừng, sông, suối, đồi núi, ẩm thực Tày phong phú và đa dạng, với những sản phẩm hoàn toàn từ các hoạt động sản xuất. Chiếc bếp lửa được đặt trong chính căn nhà sàn của người Tày đã khiến mình phải ngạc nhiên. Từ đây, chúng mình có may mắn được các cô, các bà hướng dẫn cách làm bánh dày mang đậm hương vị và màu sắc đặc trưng của dân tộc Tày. Mẻ xôi tím mang màu sắc thiên nhiên, được chúng mình giã nhuyễn, sau đó được nặn đều bên trong là lớp nhân đậu xanh ngọt ngào để tạo thành những chiếc bánh dày quen thuộc mà chúng mình vẫn hay được ăn. Đây quả thực là một hoạt động không chỉ thú vị mà còn vô cùng bổ ích. Chúng mình đều có trong tay một chiếc bánh dày ngon lành, sản phẩm do chính bàn tay chúng mình làm ra mang ý nghĩa còn to lớn hơn nữa. Nền kinh tế chính của người Tày là nông nghiệp, họ làm ruộng nước kết hợp với săn bắt và chăn nuôi. Với truyền thống lâu đời cùng với sự cần cù, sáng tạo trong lao động và tiếp thu khoa học kỹ thuật mới rất nhanh, nên đồng bào Tày phát triển mạnh chăn nuôi gia súc, gia cầm, tích cực phát triển nghề rừng và trồng mới các loại cây công nghiệp. Dân tộc Tày nổi tiếng với những lễ hội như lễ cưới, lễ hội lồng tồng, lễ hội nàng hai, lễ hội rước đất. Không chỉ có những lễ hội đặc sắc, nhưng làn điệu dân tộc ở đây cũng vô cùng đa dạng. Các làn điệu hát then, hát lượn, hát xi kết hợp với nhạc cụ truyền thống như sáo, nhị, đàn tính, não bạt, trống, kèn, quả nhạc, chùm nhạc được coi là linh hồn trong đời sống tinh thần của người Tày. Chúng mình được chìm vào giai điệu nhẹ nhàng cùng tiếng hát trong trẻo của các hướng dẫn viên người Tày, được xem những ngón đàn vô cùng điêu luyện của các bà. Niềm đam mê được quảng bá những làn điệu dân ca ấy thực khiến chúng mình ngưỡng mộ và khâm phục. Trang phục chính là thứ mà người ta chỉ cần nhìn vào thì có thể nhận ra ngay đây là người dân tộc Tày. Đó là những bộ trang phục được làm từ vải sợi bông hoặc lụa với màu sắc chủ đạo là màu tràm, đen, không quá rực rỡ, không thêu thùa hay ghép vải cầu kỳ. Trang phục có vẻ đẹp từ sự giản đơn, tạo nên sự nền nã, duyên dáng. Nổi bật trên nền áo tràm đen là chiếc vòng cổ màu trắng, làm tăng thêm sự đằm thắm của bộ trang phục. Những dân tộc và truyền thống đang dần bị mai một, cho dù chúng ta chẳng thể chối bỏ rằng chỉ những bản sắc văn hóa của các vùng miền, dân tộc hay quốc gia mới lại điều tạo nên sức hấp dẫn với khách du lịch. Do vậy, chúng mình nghĩ rằng sự tham gia giúp sức của chính quyền, các địa phương hay chính sách nhà nước sẽ giúp quảng bá nét đẹp truyền thống của đồng bào, tôn vinh công lao các nghệ nhân, hay thậm chí là những chương trình du lịch thưởng thức nghệ thuật, ẩm thực, các lớp học về nghệ thuật truyền thống, các lễ hội hay truyền thống tiếp cận tới các bạn trẻ cũng sẽ góp phần nào bảo tồn tiếng nói, chữ viết, văn hóa của các đồng bào dân tộc thiểu số. Chúng mình rất mong mỗi khách du lịch đi tới đây để được trang bị đầy đủ kiến thức, có ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ công trình văn hóa, kiến trúc, cảnh quan, ứng xử lịch sự mà còn là kín đáo, lịch sự. Buổi tham quan sẽ càng hấp dẫn hơn nữa nếu bạn đi cùng hướng dẫn viên có hiểu biết, nghe theo chỉ dẫn của các nghệ nhân tại khu trải nghiệm. Mọi thứ sẽ càng hoàn hảo hơn nếu bạn biết hưởng thụ chúng một cách có ý nghĩa đấy.